Như các bạn thấy thì các nhạc cụ chúng tôi dùng ở đây là trống Nhật Bản, tức là Badaiko, là các nhạc cụ truyền thống của Nhật Bản. Tuy nhiên cái nội dung mà chúng tôi trình diễn, cái nội dung mà chúng tôi trình bày thì không hoàn toàn không mang tính truyền thống. Excuse me. Where are you from? Where are you from? Australia. Australia. It's so fun. Sorry. This instrument is traditional one, but our performance is not traditional. English is over. I can speak more. Sorry. Tôi nghĩ là đa số các bạn ngồi đây cũng giống như chúng tôi. Chúng tôi hồi nhỏ lớn lên không phải trong môi trường âm nhạc truyền thống. ロックとかポップスを聞いて育ちました. Chúng tôi lớn lên trong môi trường nhạc rock và nhạc pop. 僕 たちは現代に生きている人間として。伝統的な楽器を使いながらも新しい今の人間にしかわからない感覚で日本だけのオリジナルの音楽を作れたらいいなと思って活動をしています。Chúng tôi là những người sống trong thời hiện đại và vì thế mà chúng tôi muốn sử dụng những nhạc cụ truyền thống để làm sao truyền tải được những cái cảm giác mà chỉ có thể cảm nhận của cái thời đại ngày nay và chỉ của Nhật Bản, đặc trưng của Nhật Bản. もしね僕たちのこの演奏で日本のより伝統的な演奏に興味を持たれた方はぜひYouTube を見てもらえたらいいなと思ってます。Vâng, nếu mà các bạn mà có xin lỗi các bạn, anh ấy muốn nói là nếu mà bạn nào mà có quan tâm hơn tới nhạc truyền thống của Nhật Bản thì các bạn sẽ lên YouTube, các bạn có thể xem được rất nhiều. 今日は僕たちのオリジナルのスタイルでやっていきたいと思います。楽しんでいってね。Còn hôm nay thì chúng tôi muốn đưa tới đến các bạn loại âm nhạc của riêng chúng tôi và mời các bạn cùng thưởng thức. もう一曲太鼓の曲を演奏します。Chúng tôi xin gửi tới các bạn một bản nữa cũng bằng trống. すでにとっても素晴らしい拍手をいただきました。Chúng tôi đã nhận được những tràng pháo tay rất là nồng nhiệt từ các bạn.ありがとう。この和太鼓を打つ人はですね、こう拍手をもらうと頑張らなければいけないという気になるんですね。những người chơi trống thì khi mà nhận được tràng pháo tay, các cái tràng pháo tay từ khán giả thì luôn luôn có một cái cảm giác, có một cái tâm trạng là cần phải nỗ lực hơn, cần phải cố gắng hơn. もっとやれと。もっとやれよというシーンがあったら、ぜひ皆さんのビッグハンド、ぜひご太鼓を。Nếu mà các bạn muốn các tay trống ở đây cố gắng hơn nữa thì các bạn phải vỗ tay to hơn nữa. Vì これドライやるだけだから楽ちんなんです。phần tiếp theo thì tôi chỉ chơi cái thanh la này thôi, cho nên là tôi nói như vậy để bắt các cậu chơi trống cố gắng hơn. Okay, the next song is Batiholic. Thank you very much. Xin mời các bạn.